thành phố Hồ Chí Minh tiêu hủy hơn 62.000 quần áo, giày dép kém chất lượng. Hơn 62.000 đơn vị sản phẩm hàng hóa vi phạm có tổng trị giá trên 984 triệu đồng là quần áo, váy đầm, tất chân, giày thể thao và khẩu trang 5D Max vừa được lực lượng quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tiêu hủy do chất lượng hàng hóa không phù hợp với các yêu cầu của Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia Việt Nam. Công tác tiêu hủy được thực hiện vào sáng ngày 9 tháng 5 năm 2024. Tại nhà máy công ty cổ phần môi trường Việt Úc trên địa bàn huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, bằng hình thức đốt tiêu hủy trong lò đốt hai cấp có hệ thống xử lý đồng bộ. Toàn bộ quá trình tiêu hủy hàng hóa có sự giám sát chặt chẽ của Cục Quản lý Thị trường thành phố và tuân thủ yêu cầu kỹ thuật về môi trường. Đây là một trong những hoạt động thường xuyên của Cục Quản lý Thị trường thành phố Hồ Chí Minh cho công tác đấu tranh chống hàng giả, hàng lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng kém chất lượng trên địa bàn thành phố.